Sự tích con Giả Tràng. Có hai vợ chồng, một ông già tên là Giả Tràng. Trong vườn họ có một hang trắng, thường ngày làm cỏ gần đấy. Ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng trắng hổ mang ra vào trong hang. Một hôm, con trắng chồng bò ra khỏi hang một mình. Ông nhìn thấy trắng vợ đầm cuộn ở trong. Vì mới lột nên mình mẩy nó yếu ớt không cựa quậy được. Một lúc lâu, trắng chồng bò trở về, miệng tha một con nhái đút cho vợ ăn. Ít lâu sau, Giả Tràng lại thấy trắng vợ bò ra khỏi hang một mình. Lần này, trắng chồng đến kỳ lột, nằm im thinh thích. Lột da cũ còn bỏ lại bên hang. Hồi lâu, trắng vợ trở về. Theo sau, có một con trắng đực khác khá lớn. Giả Tràng thấy hai con bò đến cửa hang, thì dừng lại rồi quấn lấy nhau như bên dây thừng. Một lát sau, con trắng đực một mình bò vào hang. Giả Tràng biết con trắng đực này toan làm gì rồi. Ông cảm thấy ngứa mắt, muốn trừ bò con trắng đó để đi cứu con trắng chồng đang lúc suy nhược. Lúc đó, bên mình không có cái gì cả. Ông bèn rút một mũi tên, nhắm con trắng mới, bắn ngay một phát. Không ngờ, mũi tên lại trúng vào đầu con trắng vợ chết tươi. Còn con trắng kia hoảng hồn chạy mất. Giả Tràng nghĩ cũng thương con trắng cái, nhưng trong thương có lẫn cái giận, nên ông chán nản bỏ đi về nhà. Từ đó, ông không thèm để ý đến hang trắng nữa. Chừng dăm ngày sau, một hôm, Giả Tràng nằm võng, thuật lại chuyện vợ chồng trắng cho vợ nghe. Ông kể vừa dứt lời, thì bỗng nghe trên máng có tiếng phì phì. Cả hai người hốt hoảng nhìn lên, thì thấy có một con trắng hổ mang rất lớn, đuôi quấn lấy xà nhà, đầu vươn tới gần chỗ ông nằm, miệng nhả một viên ngọc. Ông vừa cầm lấy thì bỗng nghe được tiếng trắng nói: "Ông là ân nhân mà tôi cứ ngỡ là kẻ thù. Mấy hôm nay tôi đợi ông trên máng này chỉ chực mổ chết để báo thù cho vợ tôi. Nhưng vừa rồi nghe ông kể chuyện rõ ràng, tôi mới biết là lầm. Xin biếu ông viên ngọc nghe này. Đeo nó vào mình thì có thể nghe hiểu được mọi tiếng muôn chim ở thế gian." Từ kinh ngạc đến sung sướng, Giả Tràng nhận viên ngọc quý và từ đó không bao giờ rời. Một hôm, Giả Tràng đang hái trâu, bỗng có một bầy quạ đến đậu ở mấy ngọn câu nói chuyện lao sao. Chúng nó bảo Giả Tràng như thế này: "Ở núi Nam có một con dê bị hổ vồ, hãy lên đó lấy về mà ăn, nhưng nhớ để lòng lại cho chúng tôi với." Giả Tràng làm theo lời quạ. Quả thấy xác một con dê trên núi Nam, ông xẻo lấy một ít thịt sâu lại xách về. Đến nhà, ông vội mách cho xóm giềng biết mà đi lấy, không quên dặn họ để bộ ruột dê lại cho bầy quạ. Nhưng ông không ngờ người trong xóm nghe tin đua nhau đi đông quá, thành ra họ lấy hết cả, chẳng chừa một tí gì. Lũ quạ không thấy ruột dê, cho là Giả Tràng đánh lừa, bèn đổ xô đến vườn ông tréo lên ôm sòm. Thế vậy, ông biết là người trong xóm đã làm hại mình, không giữ chữ tín với bầy quạ. Ông phân trần mấy lần, nhưng bầy quạ không nghe, cứ đứng đó chửi mãi. Tức mình, ông lấy cung tên ra bắn vào chúng. Chú ý là để đuổi chúng đi, chứ không định giết. Chẳng ngờ, bầy quạ thế vậy, cho là ông lấy oán trả ơn, liền cắp lấy mũi tên, có đề tên Giả Tràng ở đuôi, tìm dịp để báo thù. Lúc bay qua sông, thấy một cái xác chết trôi, đàn quạ bèn đem mũi tên cắm vào yết hầu xác chết. Khi quan sở tại đến làm biên bản, thấy mũi tên liền đoán Giả Tràng là thủ phạm, sai lính bắt ông hạ ngục. Giả Tràng bị bắt bất ngờ hết sức kêu oan, nhưng mũi tên là một chứng cứ sờ sờ làm cho ông đuối lý, đành chịu chui đầu vào gông. Tuy nhiên ông vẫn một mực xin quan xét nỗi oan uổng. Thế vậy quan sai lính giải ông về kinh để vua phân xử. Từ Đề Lao tỉnh, ông lại bị điệu đi. Dọc đường trời tối, bọn lính dừng lại, quán ăn uống và nghỉ ngơi. Giả Tràng cổ bị gông, chân bị xiềng, nằm trên đống rơm, buồn trầu không ngủ được. Lúc trời gần trạng, ông nghe có một đàn chim sẻ bay ngang đầu nói chuyện về nhau. "Nhanh lên, chuyến này sẽ không lo đói nữa, mà cũng chẳng sợ ai đánh đuổi cả." Một con khác hỏi: "Của ai mang đến bỏ vương vãi thế nhỉ?" Con nọ trả lời: "Của vua nước bên kia, họ toàn kéo sang đánh úp nước bên này. Ngày hôm qua, quân đội giáo mát kéo đi liên miên không ngớt.
nhưng xe thóc vừa sắp đến biên cương thì bị sập hầm đổ hết. Họ đang trở về lấy thứ khác, cho nên chúng mình tha hồ chén. Nghe đoạn, chờ lúc bọn lính đến dẫn ông lên đường, Giả Tràng bảo họ: xin các ông bẩm lại giới quan rằng, việc của tôi là việc oan uổng và mỏ nhọn không nên bận tâm. Mà giờ đây có một việc quốc gia trọng đại và cấp bách nữa, cần tính liệu gấp. Bọn lính tra cạn ông mãi, nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nài rằng hễ có mặt quan mình mới tỏ bày rõ ràng. Khi gặp mấy vị quan đầu tỉnh, Giả Tràng liền cho họ biết rằng vua Hiến Đế ở phương Bắc đã sai tướng cầm quân sang đánh úp nước mình. Hiện họ đang đóng quân ở đầy biên giới. Chỉ vì bị sập hầm, xe lương đổ hết, chưa tấn công được. Bây giờ họ đang vận thêm lương, chờ đầy đủ sẽ vượt cửa ải sang Nam. Bọn quan tỉnh lấy làm lo lắng, nhưng cũng gạn hỏi, ông có dám chắc như vậy không? Giả Tràng chỉ vào đầu mình đoạn rằng, nếu nói sai, ông sẽ xin chịu chết. Nhưng nếu lời của ông đúng, thì xin bề trên phóng thích cho ông. Ngay lúc đó, những tên quân do thám được tung đi tới tấp mọi ngã để lấy tin. Chỉ nội ngay hôm sau, Giả Tràng được thả vì lời mách của ông quá đúng và vừa vặn để chuẩn bị đối phó với địch. Được tha, Giả Tràng đi bộ lần về quê nhà. Bóng chiều vừa ngã, ông mới đến vùng Hồng Hoa. Ông tìm vào nhà người bạn rất thân là Trần Anh nghỉ chân. Gặp lại bạn cũ, vợ chồng Trần Anh vui mừng khôn xiết. Nghe tin ông bị tra tấn giam cầm và suýt mất đầu, hai vợ chồng rất thương cảm. Thấy bữa ăn tối thiết bạn không có gì, Trần Anh xuống bếp bảo vợ. Bạn ta đến lại gặp lúc trong nhà chẳng có gì ăn, sẵn có cặp ngỗng, còn nó đã khôn. Ta làm thịt một con, ngày mai đãi bạn lên đường. Người vợ bằng lòng nhưng dặn chồng sáng dậy sớm bắt ngỗng và cắt tiết vặt lông giúp mình một tay. Trong khi hai vợ chồng bàn tính thì cặp ngỗng ở ngoài chuồng nghe được câu chuyện. Ngỗng trống bảo với ngỗng mái: mình ơi, mình hãy ở lại nuôi con, tôi sẽ đứng sẵn cho chủ nó bắt. Ngỗng mái không nghe, xin chết thay cho chồng. Nhưng ngỗng trống nhất quyết hy sinh, nên chạy ra sân từ giã đàn con. Con ơi, các con ở lại với mẹ, cha sẽ không bao giờ gặp lại các con nữa. Xong ngỗng mái vẫn lạch bạch chạy theo, đòi chết thay cho chồng. Lúc bấy giờ, Giả Tràng nằm trên bộ ván đặt kề cửa sổ nên nghe được tiếng ngỗng than thở. Ông bỗng thấy thương con vật vô tội chỉ vì mình mà phải lìa đàn con bé bỏng. Ông toàn nói trước với bạn, nhưng thấy bất tiện. Ông đành nghe ngóng ở chỗ chùa ngỗng, chờ lúc bạn ra bắt thì sẽ cản lại. Suốt đêm hôm đó, tuy mệt nhưng ông không dám ngủ. Quả nhiên vào khoảng canh tư, Trần Anh thức dậy bước ra chuồng. Ngỗng trống xua ngỗng mái chạy rồi vươn cổ để cho bắt. Khi Trần Anh sắp cắt cổ ngỗng thì Giả Tràng đã lật đật chạy xuống bếp nắm lấy dao. Ông nói: xin bạn hãy thả nó ra, tính tôi không hay sát sinh. Nếu bạn giết nó thì tôi lập tức đi khỏi chỗ này. Thấy bạn có vẻ quả quyết, Trần Anh đành thả ngỗng ra rồi giục vợ chạy đi mua tép về đãi bạn. Cơm nước xong, Giả Tràng từ giã bạn lên đường về nhà. Đến ao, ông đã thấy vợ chồng ngỗng cùng với bầy con đứng chực ở đấy. Ngỗng đực đã tặng Giả Tràng một viên ngọc rồi nói: đa tạ ân nhân cứu mạng, không biết lấy gì báo đền, chúng tôi xin tặng người viên ngọc này. Mang nó vào người có thể đi được dưới nước dễ dàng, không khác gì trên bộ. Nếu đem ngọc này xuống nước mà khoắn thì sẽ rung động đến tận đáy biển. Ngỗng lại nói tiếp: còn như con tép là vật đã thế mạng chúng tôi, thì từ nay dòng dõi chúng tôi sẽ xin chừa tép ra công ăn để tỏ lòng nhớ ơn. Giả Tràng không ngờ có sự báo đáp quá hậu như thế, sung sướng nhận lấy ngọc rồi về. Khi đến bờ sông, Giả Tràng muốn thử xem công hiệu của viên ngọc, liền cứ để nguyên quần áo xuống nước thì lạ thay, nước rẽ ra thành một lối cho ông đi thẳng xuống đáy sông. Ông dạo cảnh hồi lâu rồi cầm viên ngọc khoắn vào nước nhiều lần để thử xem thế nào. Hôm đó Long Vương và các triều thần đang hội họp ở thủy phủ, bỗng thấy nhà cửa lâu đài và mọi kiến trúc khác bỗng nhiên rung động, cơ hồ muôn đổ. Ai nấy đều nháo nhác không hiểu duyên cớ. Vua lập tức truyền cho bộ hạ đi dò la sự thật. Bộ hạ Long Vương đi theo con đường sống, ngầm lọt vào cửa sông thì thấy Giả Tràng
đang cầm ngọc khoắng vào nước. Mỗi một lần khoắng như thế, họ cảm thấy siêu người nhức óc. Tuy biết đích là thủ phạm, họ cũng không dám làm gì, chỉ tiến đến dùng lời nói khéo mời ông xuống chơi thủy phủ. Gặp Long Vương, Giả Tràng cho biết, đó là mình chỉ mới làm thử để xem phép có hiệu nghiệm chăng. Long Vương và triều thần nghe nói, ai nấy đều xanh mắt. Nếu hắn làm thật, thì thế giới thủy phủ sẽ chẳng còn gì nữa. Vì thế Long Vương đãi Giả Tràng rất hậu, ông muốn gì có nấy. Cho đến lúc ông ra về, Long Vương còn đem vàng bạc tống tiễn rất nhiều để mong ông nể mặt. Giả Tràng lên khỏi nước, có bộ hạ của Long Vương tiễn chân về tới tận nhà mới trở lại. Bà con xóm giềng thấy ông đã không việc gì mà lại trở nên giàu có, thì ai cũng lấy làm mừng cho ông. Từ đó Giả Tràng rất quý hai viên ngọc. Ông may một cái túi đựng chúng và luôn luôn đeo ở cổ. Một hôm Giả Tràng đi bộ nửa ngày đường đến nhà một người bà con ăn dỗ. Lúc đến nơi, Giả Tràng sờ lên cổ giật mình mới nhớ ra vì vội quá nên ông đã bỏ quên mất túi ngọc ở nhà. Ông không thể nào còn an tâm ngồi ăn được. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, thấy ông vừa chân ướt chân ráo đến nơi đã vội cáo từ về ngay. Nhưng khi về đến nhà, ông tìm mãi, vẫn không thấy túi ngọc đâu cả. Ông trụng trời cả người. Đi tìm vợ, vợ cũng không thấy nốt. Nóng ruột, ông lục lọi khắp nơi. Cuối cùng, ông bắt được một mảnh giấy do vợ viết để lại. Trong đó, vợ ông nói rằng, có người của Long Vương lên báo cho biết, hễ ai bắt được túi ngọc đưa xuống dân Long Vương thì sẽ được phong làm hoàng hậu. Bởi vậy, bà ta đã trộm phép ông đưa túi ngọc xuống thủy phủ rồi, không nên tìm làm gì cho mệt. Đọc xong thư vợ, Giả Tràng ngất đi. Ông không ngờ vợ ông lại có thể như thế được. Ông cũng không ngờ âm mưu của Long Vương thâm độc đến nước ấy. Nghĩ đến hai thứ bảo vật, ông tức điên trụt. Sau cùng, ông dự tính cho cát lấp biển thành một con đường đi xuống thủy phủ để lấy lại túi ngọc, vì ông còn nhớ rõ đường lối đến cung điện của Long Vương. Mặc dù mọi người can ngăn, ông cũng không nghe, bèn dọn nhà ra bờ biển để làm công việc đó. Ngày ngày, ông xe cát chở đến bờ quyết lấp cho bằng được. Cho tận đến chết, Giả Tràng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Chết rồi, ông hóa thành con còng còng, hay gọi là con Giả Tràng, ngày nay xe cát để lấp biển. Tục ngữ có câu, Giả Tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Người ta nói ngày nay, loài ngỗng sở dĩ không bao giờ ăn tép là vì chúng nó nhớ ơn loài tép đã thế mạng cho tổ tiên mình ngày xưa. Họ còn nói loài ngỗng có một cái màu trắng trên đầu là dấu hiệu để tang cho Giả Tràng để nhớ ơn cứu mạng. Khảo dị. Đoạn đầu truyện này tương tự với truyện Ngụ Ngôn Con Cua mà một tác giả vô danh đã đặt thành dè, gọi là Dè Con Cua hay Triều Đương Cố Sự Phú. Ông Trương Thủ Chí đi câu dọc ghềnh thường thấy hai con cua nọ đi ăn với nhau. Một hôm, cua vợ đến kỳ lộc, non da non thịt, yếu đuối không đi được. Lúc đó chỉ có một mình cô chồng tha mồi về cho vợ, rồi lại nằm ngoài cửa hang, canh gác, kẻo sợ những con cua khác đến làm thịt. Đến khi cua chồng lột nằm một chỗ, cua vợ đã không chăm sóc, lại còn rủ chúng bạn tới ăn thịt chồng. Cua đực lại tứ chi chuyển lột, tay chân yếu 10 phần còn một, xương thịt mòn muôn ngạch đều không, lòng những tin có vợ nuôi chồng, nay đầu nổi say trai đấm gái, nhớ thù quên ngãi, nhớ oán quên ân, vào trong hang cắt thịt xé thân, ra ngoài cửa ăn tươi nước sống. Ông bèn đem điều thấy được tâu lên vua, vua có ý định thử xem giữa người với cua có giống nhau chăng, mới cho trào khắp thiên hạ, hễ người nào có gan giết được vợ thì sẽ ngôi nhất phẩm quyền phong nhất thế, chức tam công lộc hưởng thiên niên. Có một anh lực sĩ hám chức cao quyền trọng, liền đến lĩnh bảo kiếm nhà vua về định giết vợ, nhưng khi nhìn vào khe cửa, thấy vợ nựng con, thương cha con hiện đang ở chốn xa trường sương gió, thế thì không nỡ hạ thủ, bèn trở về cung tự trói mình chịu tội. Vua lại cho rao khắp thiên hạ, ai giết được chồng, chém đầu đem nạp bệ chồng thì sẽ phong chức hướng tôn quận chúa. Có một nàng nữ tố nghe vậy bèn giết chồng, đưa thủ cấp đến nạp mong lĩnh thưởng. Nhưng vua ra lệnh phân thay nữ tố,
và Tha Bổng Lực Sĩ. Đoạn giữa của truyện Sử Tích Còn Giả Tràng chịu ảnh hưởng của Tích Công Giả Tràng trong Luận Ngữ của Khổng Tử. Chương thứ 5 sách đó có viết, Khổng Tử bảo Công Giả Tràng là người có thể gả con gái được. Tràng tuy bị mắc trong dây trói nhưng không phải tội do mình làm, bèn đem con gái gả cho Tràng. Người ta giải thích rằng Công Giả Tràng là người nước lỗ, học trò Khổng Tử, hiểu biết tiếng chim, nhà ông nghèo không đủ ăn. Một hôm có con chim bay tới kêu rằng, Công Giả Tràng, Công Giả Tràng, cọp bắt dê ở núi Nam, người ăn thịt, ta gan, phiền phiến lên, chớ dùng dần. Công Giả Tràng lên núi bắt được dê đưa về làm thịt ăn. Không ngờ người chủ mất dê từng làm dấu riêng ở sừng. Khi nhận được sừng dê ở nhà của Công Giả Tràng, hắn cho là ông ta trộm dê của mình, bèn đi cáo với Lỗ Công. Công Giả Tràng kể rõ sự tình cho Lỗ Công biết. Lỗ Công không tin là thật, bắt ông bỏ vào nhà giam. Khổng Tử biết Công Giả Tràng là người ngay thật, đi minh oan cho ông, nhưng Lỗ Công cũng không tha. Khổng Tử than rằng, ở chốn cùng trói, lẽ đâu không có người ngay mắc nạn. Không bao lâu, con chim ấy lại bay tới nhà ngục kêu rằng, Công Giả Tràng, Công Giả Tràng, người nước Tề đem binh sang, sông Nghi Thủy ở đầu đàn, kiếp ngăn ngừa chớ nguy nan. Công Giả Tràng bèn nói lại với người cai ngục, phi báo cho Lỗ Công biết. Lỗ Công sai quân đi do thám, có quân Tề sắp sang đánh, Lỗ Công mới biết Giả Tràng bị tội oan, bèn thả cho ông, cấp cho nhiều tiền bạc, lại phong cho ông làm đại phu, nhưng Công Giả Tràng cho là nhờ chim mới được làm quan, nên không chịu nhận. Hoàng Khảng giải rằng, Công Giả Tràng là người biết được tiếng chim. Một hôm, từ nước Vệ trở về Lỗ, thấy một bà già đứng bên đường khóc. Ông hỏi vì sao mà bà khóc, thì bà ta nói, tôi đợi con tôi mãi mà không thấy nó về. Công Giả Tràng mách, tôi mới nghe một bầy chim gọi nhau sang làng kia ăn thịt người, vậy có lẽ là con bà đó chăng? Người đàn bà liền sang làng ấy tìm con thì quả nhiên có thật. Bà ta kiện quan, cáo Công Giả Tràng vào tội giết người. Giả Tràng kêu oan, quan không nghe, tống giam và hẹn rằng, nếu cho quan trên thấy chứng cớ, đúng sẽ tha. Công Giả Tràng ở trong ngục được 60 ngày. Một hôm, ông nghe trên mấy nhà có bầy hoàng tước nói với nhau chíu chích. Ông cười ầm lên, chủ ngục hỏi vì sao mà cười. Giả Tràng đáp, tôi nghe chúng nói, bên bến Bạch Lưu có xe chở lúa, trâu nọ gãy sừng, lúa đổ tóe loe, họ hốt còn dư, ta đi ăn chứ. Chủ ngục tới, thấy sự việc quả không sai, bèn báo với quan, quan tha bổng cho Giả Tràng. Về sự tích con Giả Tràng, người Nghệ An cũng kể như trên, trừ một vài chi tiết hơi khác. Ví dụ lúc ông bị giam, không phải nghe tiếng chim sẻ nói chuyện, mà nghe một bầy kiến nói với nhau về tinh kho lúa đổ. Về chỗ quả báo tin cho Giả Tràng, có thịt dê, có một đoạn văn vần như sau. Ông Giả Tràng, ông Giả Tràng, có dê chết bên sông nằm dọc đàn. Ông ra đêm về, ông ăn lấy thịt, cho tôi cái nội tràng, cho vội vàng, cho vội vàng. Theo sưu tầm của Landers, thì nội dung truyện Người Hiểu Tiếng Loài Vật chỉ là phần đầu của truyện Sử Tích Con Giả Tràng nói trên, nhưng có thêm một đoạn như sau. Sau khi làm chủ viên ngọc do rắn chồng tặng, anh chàng bỗng hiểu được tiếng của loài vật, như chim, kiến và các thú vật khác. Anh không dám nói sự thật với vợ, vì nếu nói thì viên ngọc sẽ biến mất. Một hôm người vợ đang ngồi ở góc nhà, anh nghe những tiếng con kiến nói với nhau. Sắp có trận lụt, phải lên cao mà ở mới được. Thấy chồng cười một mình, vợ gặng hỏi lý do, chồng nhất định không nói. Vợ giận quá mà chết, chồng buồn vì cái chết của vợ mới đến nhà bạn chơi cho khuây khỏa. Nguyễn Văn Tố và Bertrand Russell đã kể ra một số dị bản của truyện trên như sau. Truyện của người Lào thì có nội dung, ông vua hiểu tiếng loài vật. Vua Kekaya một hôm đi qua bờ ao, thấy con gái của vua Thủy Tề tăng tiệu với một con rắn nước. Tức mình, vua giết chết con rắn nước và quật cho cô gái này mấy gậy vào lưng. Cô gái về khóc lóc với cha. Vua Thủy Tề nổi giận, chạy đến định tìm giết kẻ thù. Nhưng khi đăng trình ở cung vua Kekia thì bỗng nghe vua kể lại cho hoàng hậu chuyện ông ta gặp con gái mình tăng tiệu với rắn, chuyện nhà vua tự tay giết rắn và đánh công chúa như thế nào. Vua Thủy Tề bèn quay về hỏi lại con gái, cô này thú thực. Thế là đổi giận thành mừng, vua Thủy Tề liền tìm đến cung vua Kekia lần nữa dưới dạng một người bà la môn.
hỏi vua mong ước gì thì giúp. Vua Kekea chỉ muốn biết tiếng loài vật. Thế là vua Thủy Tề sẵn lòng truyền cho phép lạ, nhưng dặn chớ hở cho ai biết, nếu không thì sẽ chết tức khắc. Một hôm vua Kekea sai đặt ngai vàng trên một cái nền nện chặt trắc kín. Bỗng nghe một lũ kiến trong nền nói vọng ra, hãy hợp sức nhau lật đổ cái ngai vàng của tên này. Vua cười một mình. Hoàng hậu hỏi vì sao có cái cười bất thường. Vua không nói. Hoàng hậu vật này mãi. Vua bảo nếu nói ra thì chết mất. Hoàng hậu bảo nếu không chịu nói thì mình cũng chết. Vua đành hứa sẽ nói trong một dịp tới. Một hôm khác, vua đang đi chơi, gặp hai vợ chồng con dê. Dê vợ bảo dê chồng lội ra giữa ao lấy cho mình một ít cỏ non. Nếu không thì chết. Dê chồng mắng ngay. Tao chả dại chết đuối trong ao sâu, mụ cứ chết đi, có hơn không? Tao có ngu ngốc như lão vua kia đâu, mà cứ chiều vợ đến hy sinh tính mạng vô lý như vậy. Nghe nói vậy, vua Kekea trở về đuổi vợ vào rừng. Ngày xưa, con gái Long Vương đi chơi trên trần, bị một người chăn bò trói đánh. Vua nước ấy bắt gặp, sai cởi trói thả về. Về nhà Long Vương hỏi con gái tại sao lại khóc. Cô gái vù cho vua trên trần đánh. Long Vương bèn hóa thành rắn tìm lên trần, nấp dưới giường vua. Bỗng nghe vua nói với vợ, hôm nay ta đi chơi gặp một cô gái bị đứa chân bò đánh, được ta giải thoát cho. Ngày hôm sau dưới lốc người, Long Vương đến gặp vua Trần nói, ông đã làm một việc tốt là cứu con gái của tôi, nay ông muốn gì tôi sẽ cho nấy. Vua nói, vật quý tôi đã có nhiều rồi, tôi chỉ muốn hiểu tiếng loài vật. Ông cứ trai giới trong 7 ngày sẽ được như ý, nhưng phải giữ kín đừng cho ai biết. Từ đấy, vua Trần quả nhiên nghe hiểu được tiếng của muôn loài. Một hôm, đang ăn với hoàng hậu, vua trông thấy bướm cái bảo bướm đực kiếm cho nó thức ăn. Bướm đực trả lời, ai kiếm nấy ăn. Bướm cái nói, bụng nó không muốn thế. Vua cười một mình. Hoàng hậu hỏi, vua nín lặng. Một lần khác, vua ngồi với hoàng hậu, hai con bướm gặp nhau, cãi nhau, và cả hai đánh nhau xuống đất. Vua lại cười. Hoàng hậu hỏi đến 3 lần, vua đều không nói. Nhưng khi hoàng hậu dọa sẽ tự vẫn, thì vua đành bảo chờ mình đi dạo một lát, rồi sẽ cho biết vì sao mà cười. Để cảnh tỉnh vua Trần, Long Vương hóa thành một bầy dê lội sông. Một con dê cái gọi chồng trở lại đưa mình đi. Dê chồng nói không thể đưa được. Dê vợ cũng đòi tự tử và nói, anh không biết có ông vua nước kia sắp chết vì vợ mình đó ư. Dê chồng đáp, ông vua ấy chết do vợ là vì hắn ngốc. Mày cứ chết đi, ta không thiếu gì dê cái. Vua Trần nghe nói thế, tự nghĩ mình thua sự sáng suốt của con dê đực. Lúc trở về hoàng hậu lại vật vã đòi tự tử, vua đáp, cứ chết đi, trong cung ta thiếu gì cung phi, cần gì một thứ mày. Chuyện của Pháp như sau, con gà trống dũng cảm. Một anh chàng nghèo khổ nhưng hay giúp người. Nhà anh chỉ có 2 con cừu, anh thường chăn trên đồi. Một hôm, anh đuổi theo đánh chết một con chó sói, giành lại con cừu cho một cô gái chăn cừu. Cô gái cảm ơn và tặng cho anh một con chó. Hôm khác, nhờ có anh báo tin bảo kịp thời cho bố cô gái chăn cừu, nên ông đã cất được đống rơm đang phơi. Ông ta khen anh và tặng một con gà trống. Hôm khác nữa, anh ta lại cứu một con rắn ra khỏi đống lửa. Rắn bảo anh đưa nó về nhà và dặn khi mẹ nó đền ơn thì cứ đòi biết tiếng loài vật. Mẹ rắn cho anh phép lạ bằng cách thổi vào miệng và dặn anh chớ có tiết lộ bí mật mà chết. Sáng hôm sau, anh nghe hai con vật nói với nhau. Nếu anh chăn cừu kia biết có gì dưới chân mình, thì anh ta sẽ đào ngay. Thế là anh mượn cuốc đào thử thì được một thùng vàng. Từ đấy anh trở nên giàu có, mua ruộng đất làm nhà cửa. Lại mua 100 con cừu cho chó đi chăn, và 100 con gà mái cho gà trống cai quản. Anh lại hỏi cưới cô gái chăn cừu làm vợ, và anh yêu vợ rất mực. Một buổi chiều, anh cùng vợ đi xa về. Con ngựa cái do vợ anh cưỡi đi chậm lại. Con ngựa được nói, sao không đi nhanh? Tao mà là bà chủ thì tao thúc mày. Tôi chở bà chủ mà tôi lại có đứa con trong bụng, đi nhanh sao được? Anh cười. Vợ hỏi, sao lại cười? Anh bảo đang nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Không thể nói được. Thế là vợ làm đúng. Anh lại nghe ngựa cái nói với ngựa đực. Mày chưa biết, con ta đã lớn tướng rồi ư. Nếu nó mà chạy được, thì nó vượt xa mẹ nó. Vợ anh nổi cáu đòi bỏ chồng.
nếu chồng không chịu nói thật với mình. Anh hãy nói cho tôi biết đi. Nếu nói thì tôi chết ngay. Hoặc anh nói cho tôi biết, hoặc tôi trả nhẫn cưới cho anh. Cuối cùng anh hứa sẽ nói cho vợ biết chuyện bí mật của mình khi về nhà. Về đến nhà, anh bảo người nhà mang ra một cái hòm, có sẵn một cái áo quan. Anh nằm vào hòm rồi nói, mình hãy nghĩ lại, tôi nói ra thì chết, vậy có đòi nói nữa không? Vợ đáp, không nói thì tôi sẽ đi. Theo phong tục, khi chủ sắp chết, người quản gia đặt vào tay chủ một cái bánh và một đồng xu. Mọi người hầu hạ trong nhà vây quanh anh khóc ầm ĩ. Chó và gà cũng ở trong số đó, nhưng gà đáng lý khóc thì lại gáy to. Chó nói, sao chủ ta đã như thế mà mày còn trống ầm lên được? Gà đáp, vì chủ ta dốt nát nên tao muốn nói cho ông ta tỉnh ngộ. Mày định nói gì với ông ấy? Gà nhảy tới mổ miếng bánh trên tay của chủ rồi nói, tao có 100 con gà mái ở quanh tao, ấy vậy mà không một con nào dám ăn một hạt nếu tao không cho phép. Nghe đến đây, anh lập tức ngồi nhổm dậy bước ra khỏi thùng, tháo cán chổi cho vợ một trận lên thân. Anh làm gì thế? Vợ nói, này, muốn biết ta cười gì này? Từ đó, vợ anh không tò mò nữa và làm việc hăng hái hơn trước. Người Pháp ở Lorraine có một câu chuyện như sau. Một người chăn cừu ngủ dưới gốc cây, một hôm thấy một con rắn nhờ mang lên vua thú vật, rồi muốn gì có đó. Hắn giúp xong, chỉ xin biết tiếng loài vật. Hắn quả được như ý và lại dặn, tuyệt đối chớ lộ bí mật, nếu lộ là chết. Đêm lại đang ngủ, bỗng nghe phía ngoài có con chó sói đang dỗ hai con chó nhà, hứa sẽ chia phần nếu để cho mình vào chuồng cừu. Một con thì bằng lòng, một con không. Hắn dậy giết chết con chó phản chủ. Một hôm, hắn thấy một con diều mách cho một con quạ chỗ chôn một thùng vàng. Hắn quả đào được vàng, bèn về trả cừu cho chủ không chăng nữa. Tiếp đó, hỏi con gái của chủ làm vợ. Một hôm, hai vợ chồng cưỡi ngựa đi thăm người cô ở làng bên cạnh. Hắn nghe hai con vật nói với nhau. Một con nói, mày hẳn là nặng nề vì mụ cưỡi mày có mang. Hắn phì cười. Thấy thế, vợ hắn gặng hỏi không được thì kêu gào khóc lóc. Cuối cùng hắn nói, nếu nói thì tôi chết mất. Thôi hãy đợi 3 ngày nữa để tôi đi từ giã bà con, rồi sẽ nói cho biết. 3 ngày trôi qua, trong khi hắn uống chén rượu cuối cùng với một người bạn, thì một đàn gà trống bay đến cửa sổ gáy lên. Nếu chủ nghe ta thì không chết. Kết cục, hắn nghe lời của đàn gà, không cần giữ lời hứa, và vợ hắn cũng không dám gặng hỏi nữa. Chuyện người hiểu tiếng loài vật của người da đen. Có một người nghèo nhưng sống hiền lành. Một hôm, anh cứu sống một con rắn ngắt ngoải về nạn cháy rừng. Được sống lại, rắn cảm ơn anh và bảo, anh hãy liếm lưỡi tôi thì sẽ được truyền một phép màu là hiểu tiếng loài vật. Nhưng nếu anh nói với người khác thì sẽ chết ngay. Anh làm theo. Sau đó anh lấy vợ. Một hôm, cùng vợ ngồi trên một hòn đá ở bờ sông, nghe hai con chuột nói với nhau. Hai người này không biết rằng họ đang ngồi trên một kho vàng mà một nhà nào đông con cũng không thể ăn hết được. Anh cười một mình và hỏi không được, giận bỏ đi tắm sông. Trong khi đó, có hai con dơi nói với nhau. Nếu hai người này biết rằng có một luồng nước sắp đổ tới, thế là chồng vội bảo vợ lên ngay. Vợ vừa lên thì nước sông dâng cao, làm trôi hòn đá ngồi lúc nãy. Tuy vậy, vợ cũng không nguôi giận. Nếu anh không nói, tôi bỏ về cho mà xem. Chồng không đáp. Trong khi đó, nghe hai con ngựa nói chuyện với nhau. Chồng lại cười, làm cho vợ càng thêm giận dỗi. Về đến nhà, vợ nằm lăn ra giữa nhà rồi gào thét lên. Mày muốn tao chết, tao đi đây. Thế là chồng phải dỗ dành. Nếu tôi nói thì tôi sẽ chết mất. Nhưng vợ cũng không nguôi giận. Thế là chồng đành phải nói ra sự thật và bắt đầu đi mua áo quan. Nhưng đúng vào lúc anh sắp nằm vào áo quan, bỗng nghe con chó nói, chủ ta sắp chết vì con mụ ấy. Gà trống đáp, kệ lão ấy, nếu tôi mà là lão thì tôi sẽ tống tiễn vợ bằng một trận mưa gậy vào lưng, rồi tôi lấy vợ khác. Nghe thế, anh chàng hiểu tiếng loài vật liền ngồi dậy, cầm gậy phang cho vợ một trận đòn dữ dội rồi tống ra khỏi cửa. Anh đi kiếm kho vàng dưới hòn đá chỗ hai con chuột nói lúc nãy, và từ đấy anh giàu có đến nỗi có nhiều người đàn bà chạy theo mình.
Có khá nhiều truyện khác tương tự các truyện trên, nổi bật là tình tiết người chồng biết tiếng thú vật, nhưng nếu nói ra thì chết và người vợ không nén được tò mò, như truyện Hari Vamsa của đạo bà La Môn, truyện mở đầu bộ Nghìn Lẻ Một Đêm, truyện Bắc Lam và Josaphat, truyện Nang Tăng Trai của Thái Lan, hay truyện của người Lobi châu Phi, người chồng biết tiếng loài vật vì thỏa mãn tính tò mò của vợ nên bị chết. Còn có một loạt truyện khác cũng có nhân vật biết tiếng loài vật do ngẫu nhiên ăn được một món thiên. Ví dụ truyện của các dân tộc ở Scandinavia, trong Eddas có nói đến một nhân vật anh hùng là Sigurd giết một con rồng nấu tiềm ăn và uống máu của nó, liền đó hiểu được những lời trò chuyện giữa hai con quạ. Hoặc biết tiếng loài vật bằng con đường tiếp thu môn học về tiếng loài vật ở nhà trường. Sau đây là một truyện của người Maroc, tiếng loài chim. Nội dung truyện như sau. Một người lái buôn giàu có ở Feder, không con, nhờ một pháp sư cho ăn một thứ quả cây lạ, người vợ liền có mang, đẻ được một đứa con trai. Ông ta cho con đi học, con lên 10, ông mang đến đất thánh, nhưng đi qua một thành phố Ai Cập, thấy có một trường học dạy tiếng chim, ông bèn để con lại học với một số vàng, định lúc trở về sẽ lại đón con, nhưng khi người bố trở về thì lạc đường không đón được. Mấy năm sau, ông mới lại đi tìm, thì con mình đã tinh thông tiếng chim và đang thay thầy giáo dạy tiếng chim ở trường. Bố đưa con đi tàu về, giữa đường thấy có ba con chim trò chuyện với nhau. Người bố hỏi con xem chúng nói gì, con không trả lời, mọi người chế nhạo. Mãi sau này, con mới cho biết, nó bảo con ngày sau sẽ làm vua, còn bố thì làm phu khuân vác. Bố giận nhưng để bụng, một đêm nọ, nhân lúc con ngủ say, bèn bỏ hòm đem thả xuống biển. Nhưng khi bố về đến nhà thì nhà cháy, hai vợ chồng tay trắng phải đi làm thuê kiếm ăn rất vất vả. Trong khi đó, anh chàng biết tiếng chim được một người đánh cá nọ vớt lên nhận làm con nuôi. Anh làm bạn với con một viên quan nước ấy. Vua nước ấy lúc đó bị ba con chim đến kêu quan quát suốt ngày, đuổi mấy cũng không đi. Vua sai các quan đại thần giải thích lý do, hứa ai trả lời thì chia cho nửa nước, không thì chặt đầu. Đến lượt quan án và giải thích, cả nhà buồn rầu khóc lóc vì biết sẽ bị vua xử tử. Thấy bạn buồn và khi biết lý do, anh chàng xin phép vào giảng giải thầy cho quan án. Anh nói với vua, trong ba con chim này, có một con trống ở xứ Đông, một con trống ở xứ Tây, con mái vốn là vợ của con xứ Tây, nhưng vừa qua vì chồng đi vắng lâu ngày, nó đã theo con xứ Đông. Bây giờ con xứ Tây mới trở về, nên cả ba đến xin vua phân xử. Vua chưa biết nên phân xử thế nào, bèn nhờ chàng biết tiếng chim xử hộ. Anh bảo hai con trống bay về hai phía, rồi bảo con mái hãy đi theo con nào mình thích. Con mái lại đi theo con trống xứ Tây. Thấy phải mất một nửa nước vì công việc quá đơn giản như vậy, vua có ý lật lọng. Anh chàng bèn ra giữa sân gọi mấy tiếng, chim bay tới hàng hà xa số, kêu ầm ĩ ở sân rồng. Vua hoảng sợ, đành làm theo lời hứa. Sau khi vua chết, anh lên nối ngôi. Khi ông vua trẻ bắt phu chở củi đến cung điện để đốt sưởi mùa đông, thì người bố cũng ở trong số những phu vắt củi. Con nhận ra cha, bèn bảo cha đưa mẹ, bây giờ làm thợ giặt đến hoàng cung, cùng hưởng vinh hoa phú quý với bố mẹ nuôi. Tóm lại, truyện sự tích con giả tràng của ta có thể bắt nguồn từ loạt truyện Người Hiểu Tiếng Loài Vật kết hợp với truyện Công Giả Tràng của Trung Quốc để cho ra đời một truyện mới khá thú vị.